Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Trường Thanh Khoải Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoải Sơn. mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thanh Thoại Sơn kỳ 71 năm 2023 Với những kết quả đạt được của công an quyện trong quý 1, Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Dương Ngọc Lắm, Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Thoại Sơn, dự hội nghị sơ kết công tác công an quý 1 năm 2023. Sơ kết cao điểm đấu tranh phòng chống các băng nhóm, tội phạm hoạt động, xâm phạm trật tự xã hội, biểu dương cao những thành tích của các lực lượng công an quyện đạt được trong quý 1 năm 2023 yêu cầu công an huyện Thoại Sơn tập trung bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của địa phương. Triển khai nghiêm túc hiệu quả về đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là băng nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ra soát triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ tăng cường kiểm tra, chứng chỉnh đảm bảo tốt công tác phòng, phòng chống cháy nổ. Duy trì nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tập trung thực hiện quyết liệt đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc duy trì phát huy hiệu quả các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh công an nhân dân. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quý 1 năm 2023, lực lượng công an quyện triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh. Nổi bật công an quyện đã điều tra làm rõ 17 trên 29 vụ tội phạm về trật tự xã hội, phát hiện và xử lý 10 vụ với 10 đối tượng buôn lậu và buôn bán hàng cấm, triệt xóa 27 điểm tệ nạn xã hội liên quan 113 đối tượng thu nhận 8.624 hồ sơ cấp căn cứ công dân, trả 12.975 thẻ căn cứ công dân, tuần tra 186 ca tuần tra kiểm soát, xử lý 550 trường hợp vi phạm. Riêng lực lượng công an 17 xã thị trấn tổ chức 2.098 ca tuần tra xử phạt 344 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được chú trọng nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỹ cương, kỷ luật được phát huy. Cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân. Công tác hậu cần kỹ thuật được bảo đảm, đáp ứng kịp thời công tác thường xuyên đột xuất của toàn lực lượng. Ông Phạm Thành Được, Ủy viên Ban Thường vụ ủy ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyền Thoại Sơn dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với xã Định Thành về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đến nay, xã Định Thành đã thực hiện đạt 16 trên 19 tiêu chí, 51 trên 57 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. 15 trên 19 tiêu chí, 68 trên 75 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao và đạt 4 trên 6 chỉ tiêu sản nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất theo quyết định số 1993 ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các thành viên trong ban quản lý xây dựng nông thôn mới huyện đã tham gia ý kiến đề xuất giải pháp để hoàn chỉnh từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như về nông nghiệp, môi trường, mô hình ấp thông minh, văn hóa, y tế. Đồng thời, xã Định Thành cũng có một số đề xuất kiến nghị như đề nghị Ủy ban nhân dân quyền và phòng kinh tế hạ tầng đầu tư biển báo và cấp phối đá dâm để đạt chỉ tiêu 2.1 và 2.4, phòng kinh tế hạ tầng sớm tham mưu Ủy ban nhân dân quyền phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp quầy hàng cũng như hỗ trợ hoàn chỉnh. Bản đồ quy hoạch để tạo điều kiện cho xã hoàn chỉnh chỉ tiêu số 1 và số 7. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Thành Được, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Thoại Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của xã Định Thành trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời yêu cầu xã tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, chuẩn bị cho dân phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, kiểm tra trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023 kết thúc buổi làm việc đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại hợp tác xã nông nghiệp định thành trạm y tế xã định thành nhằm đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất để đưa ra các giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật quyện tổ chức hội nghị triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 cho đại diện các ban ngành đoàn thể quyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân, công chức tư pháp hộ tịch 17 xã thị trấn trên địa bàn quyện. Hội nghị triển khai các nội dung phòng chống các hoạt động liên quan đến tín dụng đen, luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ công chức. Triển khai luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022, Nghị định số 19 ngày 12 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua buổi triển khai đã góp phần cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn dướng mắt, bất cập từ thực tiễn, tăng cường sự phối hợp giữa các cá nhân, tổ chức trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phú Đông triển khai kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023, đồng chí Võ Quang Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phú Đông chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua kế hoạch số 132 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn và kế hoạch số 02 của Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Phú Đông về tổ chức đăng ký nghị vụ quân sự năm 2023. Qua điều tra rà soát, Mỹ Phú Đông có 40 công dân trong độ tuổi 17. Thời gian tổ chức đăng ký nghị vụ quân sự là ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Ủy ban dân xã. Theo đó, xã đã thành lập tổ đăng ký nghị vụ quân sự, tổ trao lệnh gọi công dân đăng ký nghị vụ quân sự, tổ xử lý công dân chống lệnh. Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc đăng ký nghị vụ quân sự, chấp hành nghiêm lệnh gọi đăng ký, tham gia đăng ký để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng chí Võ Quang Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã tăng cường tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, nghị định xử phạt thanh niên chống lệnh đăng ký, vận động gia đình và thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc đăng ký, nắm và quản lý chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi, tăng cường công tác phối hợp để việc đăng ký đạt kết quả cao. Trong những tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Chánh cùng các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết tai chân miệng, dịch bệnh COVID-19. Dẫn động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội được gần 530 triệu đồng tặng quà cho 1.593 lượt hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng trị giá gần 387 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, bàn giao một căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân bị ảnh hưởng bão số 4, trị giá 100 triệu đồng, khởi công cất mới một cây cầu giao thông nông thôn trị giá gần 407 triệu đồng. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người như bệnh xuất xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Chánh tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân duy trì nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, làm tốt công tác xã hội từ thiện để chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội từ đó góp phần cùng chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Thực hiện theo chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân quyền Thoại Sơn về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn quyền, Ủy ban Nhân dân xã Trọng Thê thành lập đoàn tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ nhằm xây dựng lại trật tự trong xây dựng trên địa bàn xã. Công trình lấn chiếm hành lang xây dựng tổng diện tích khoảng 20 m2 thuộc ấp Tân Thành xã Dọng Thê, Ủy ban nhân dân xã Dọng Thê cùng các ngành chuyên môn nhiều lần làm việc vận động gia đình tự tháo dỡ nhưng gia đình không chấp hành. Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định thành lập đoàn đến tháo dỡ công trình xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ. Thời gian tới để lập lại trật tự trong xây dựng trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Dòng Thê tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân quyền Thoại Sơn về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn quyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như xây dựng lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng nhà ở liều trại trên sông Cơn Rạch. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. thưa quý vị, để đạt được mục tiêu của kế hoạch công tác chống buôn lậu, dân lận thương mại và hàng giả năm 2023, các ban ngành đoàn thể quyền Thoại Sơn và Ủy ban nhân dân 17 xã thị trấn tiếp tục quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân quyền về công tác chống buôn lậu, dân lận thương mại và hàng giả, tập trung thực hiện Nghị quyết 41 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, dân lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Quyền Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Thoại Sơn, trưởng ban chỉ đạo 389 quyền, giỏi dân hòa nhấn mạnh. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Công an tỉnh An Giang. Ban chỉ đạo 389 huyện Thoại Sơn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, cùng sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan chức năng. Công an 17 xã thị trấn và các đơn vị nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện Thoại Sơn luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm về hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Trong năm 2022, Ban chỉ đạo 389 quyện đã tham mưu Ủy ban Nhân dân quyện Thoại Sơn xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, dân lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng chống buôn lậu, hàng cấm, tạo được tính lan tỏa trong xã hội. Kết quả trong năm 2022, ban chỉ đạo 389 quyền đã kiểm tra phát hiện bắt giữ 46 vụ với 46 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu, dân lận thương mại và hàng giả. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 1 tỷ 283 triệu đồng. Xử lý hình sự một vụ với một đối tượng về tội buôn bán hàng cấm. Xử lý hành chính 42 vụ với 42 đối tượng với số tiền phạt 449 triệu 500 ngàn đồng. Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2023 là bám sát các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, và phát triển kinh tế xã hội để triển khai công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm tập trung xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ làm giá trục lợi nhất là các mặt hàng y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu có sự bảo kê tiếp tay của các phần tử thói quá biến chất trong các lực lượng chức năng ông võ văn hòa quyền ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn đề nghị cần tập trung thực hiện tốt trong các nhiệm vụ năm 2023 đối với Công an huyện Thoại Sơn, tập trung tăng cường chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an 17 xã thị trấn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, nắm rõ tình hình hoạt động, quản lý chặt chẽ đối tượng buôn lậu, hàng giả, tiến hành xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời phát hiện, Bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đội quản lý thị trường số 3 cần tăng cường công tác giám sát, quản lý địa bàn phụ trách, kịp thời phát hiện, kiểm tra xử lý các tụ điểm kho chứa, bến bãi tập kết hàng lậu, hàng cấm và các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Vi phạm về chất lượng đối với mặt hàng xăng dầu, ga, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các ban ngành và địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân. Các đối tượng tham gia tiếp tay, thông tin kịp thời kết quả đấu tranh, bắt giữ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủ trưởng các ban ngành và ủy ban nhân dân xã thị trấn trên địa bàn huyện cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng không để cán bộ chiến sĩ tham gia chống buôn lậu bị nhúng chàm, nhúng tay vào làm điều vi phạm pháp luật tiêu cực. Đồng thời, phải kiên quyết xử lý nghiêm đối với những người có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, góp phần làm trong sạch lực lượng chống buôn lậu của quyện. Chương trình phát thanh online do Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt